Trong thế giới đồng hồ cao cấp, Hublot luôn là cái tên đứng đầu với những thiết kế độc đáo và đẳng cấp. Dòng sản phẩm Big Ben với thiết kế lục giác, cổ điển và dây đeo thể thao đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của thương hiệu, mang lại cho Hublot một vị thế vững chắc trong lòng giới thượng lưu. Một trong những phiên bản nổi bật nhất của dòng Spy of Big Ben chính là Spy of Big Ben King Kong Diamond Black 39mm. Mẫu đồng hồ này không chỉ thể hiện sự xa xỉ bằng chất liệu vàng King Kong độc quyền, mà còn đẳng cấp qua việc kết hợp với kim cương, mang lại vẻ đẹp lấp lánh, quý phái. Bộ máy hub 1710 với khả năng tự lên dây cót, hoạt động ổn định ở tần số 4 Hz, 28.800 vòng trên giờ, cung cấp độ chính xác cao và dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ, là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật thiết kế và kỹ thuật chế tác. Với bề mặt được chế tác từ những vật liệu đặc biệt như gốm công nghệ cao, cao su và carbon, Spy of Big Ben King Kong Diamond Black 39mm thể hiện rõ ràng triết lý của Hublot về việc kết hợp các vật liệu không truyền thống để tạo nên những tác phẩm độc đáo. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.